mọi người đã trở lại với channel của hai vợ chồng mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ vào bếp làm cái hạt diêm mạch này nha. Hạt diêm mạch này hay nó còn gọi được gọi là hạt quinoa. Đó, thì là cái hạt này ăn rất tốt cho sức khỏe. Thì theo như mình á, thì mình coi trên cái Google đó, mình search trên Google thì mình thấy cái hạt này nó rất là tốt. Thì mình ăn trong vòng mấy tháng nay mình thấy nó rất là tốt cho sức khỏe. Và nó là một cái loại hạt á, là giàu chất dinh dưỡng nè, có hàm lượng protein rất là cao. Cái hương vị của cái hạt này á, thì là nó giống như là cái giống như thoang thoảng cái mùi hạt dẻ đó. Rồi mình coi trên á, mình ăn thì mình cảm nhận được cái giống mùi hạt dẻ với cái đậu xanh mà mình nấu lên á, nó rất là bùi và béo. Thì là nó có cái với những cái nó có rất là nhiều chất xơ, phòng chống được nhiều bệnh và được coi là một siêu thực phẩm đó. Nó rất là nhiều canxi và sắt, ngăn ngừa được cho bệnh về tim mạch nè, cải thiện cái sức khỏe cho xương và răng. Rồi rất là giàu chất đạm, giúp cho cái vết thương rất là mau lành. Nó giàu chất kiềm nữa nè. Giàu tính kiềm. Giúp được kiểm soát được cái trọng lượng cơ thể của mình á, thì nó có chứa là khoảng 172 calorie. Nó không có chứa cái gluten nha. Giúp giảm cholesterol rất là tốt. Thì cái này người ta thường, những cái đối tượng mà thường sử dụng á, thì là cho những người phụ nữ chuẩn bị và đang mang thai nè, bà mẹ cho con bú và trẻ em ăn dặm, cho người ăn chay được nè, những người mà vận động á, và những người bệnh tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, có những cái cholesterol cao trong mỡ nè, trong máu. Phụ nữ mà giai đoạn mãn kinh muốn giảm cân và làm đẹp da thì mọi người hãy ăn hạt này nha. Mà mọi người người mà muốn bổ sung đầy đủ cái dinh dưỡng á, thì là nó sẽ không có béo đâu. Thật sự ra trong vòng mấy tháng này á, mình ăn mình thấy rất là tốt. Có thể cùng mình vào bếp, hôm nay mình sẽ làm cái món này, mình sẽ nấu lên và mình sẽ làm cái món này cho mọi người nha. Ok. Để nấu cái hạt quinoa này đó, là mình đã mua cái hạt này ở trong Costco. Thì cái bịch này nó nặng khoảng là 2kg nè. Thì cái giá của nó là gần 16 đồng đó. Thì này mình mua cái hiệu Kirkland ha. Đó, mình mua tại Costco. Cái giá của nó là khoảng 16 đồng. Trong cái bịch này nó khoảng 2kg. Thì bây giờ nếu mà nấu cái hạt này là mình phải ngâm nó trong vòng 10 phút trước khi mình nấu. Bây giờ mình sẽ ngâm cái hạt này nha. Một cách hai cấp đó, thì hai cấp này mình sẽ ngâm trong nước sôi khoảng 10 phút cho nó ra hết những cái bụi ở trong cái hạt này. Đồng thời đó là mình ngâm nó 10 phút thì cái hạt này nó sẽ nở ra, thì mình sẽ nấu nó dễ hơn và nó nhanh hơn. Cái cách nấu cái hạt này đó, thay vì mình nấu cơm là khoảng trong vòng 15 phút là cái cơm của mình chín, nhưng mà cái hạt này nó khoảng từ 25 tới 30 phút thì nó mới chín. Cái lượng nước mà đổ vô cái hạt này đó, thay vì mình phải đổ một lóng tay cái mình canh gạo á, là khoảng một đốt tay, thì cái này mình phải đổ hơn một đốt tay tí xíu, tại vì cái hạt này nó hút nước dữ lắm, nó sẽ nở ra. Đó, thì bây giờ mình sẽ ngâm cái hạt gạo, cái hạt quinoa này trong nước sôi, nước ấm 10 phút nha. Rồi, hạt quinoa sau khi mình ngâm 10 phút với nước ấm, nước sôi đó, nước ấm á, thì là nó nở ra và mình đãi sạch nó đi. Mình sẽ cho vào nồi mình nấu với cái lượng nước nè, thấy không, hơi một lóng tay của mình một tí xíu. Thì mình sẽ cho vào đây là khoảng một muỗng nhỏ cà phê muối. Mình sẽ cho vào đây một muỗng nhỏ cà phê muối nè. Và một tí xíu dầu ăn. Khoảng hai muỗng nhỏ dầu ăn. Rồi mình sẽ cho lên bếp ha. Mình sẽ nấu nó trong khoảng vòng 25 cho tới 30 phút. Trong khi chờ đợi cái hạt quinoa mình nấu cho chín á, thì ở đây mình đã chuẩn bị xong những cái gia vị để chiên chung với lại cái hạt quinoa đó. Xào chung với cái hạt quinoa đó thì ở đây mình có sử dụng là cà rốt và đậu Hà Lan. Thì cái này mình mua đông lạnh thì mình rã đá ra. Và đây là hành lá, hành tím, tỏi, tôm. Này, tôm này là mình đã làm sẵn, mình đã làm sạch sẽ và mình ướp trong đây là một muỗng đường, một muỗng nước mắm, một chút xíu cái bột chicken powder và tí dầu ăn, tiêu,
một muỗng đường. Ở đây mình sử dụng 3 trái trứng, dầu ăn, nước mắm, tiêu. Và đây là cái hạt quinoa mình đã nấu chín này nè, nó sẽ ra như vậy. Đó, mọi người thấy không? Đó, nó ra vậy. Cái mùi của nó rất là thơm. Nó rất là thơm, nó giống như mùi của đậu xanh vậy đó. Nấu lên nó có cái mùi giống như đậu xanh vậy đó. Cái hạt của nó rất là thơm. Rồi bây giờ mình hãy chế biến cái món này. Thì trước tiên là mình sẽ xào cái tôm nó lên. Lên trước nha. Ok. Chảo lên bếp đây. Mình cho vào đây 2 muỗng dầu ăn. Đó, mình phi hành tỏi cho nó thơm lên nè. Sau đó mình thả cái tôm vô. Trong cái tôm này mình đã ướp gia vị đầy đủ rồi, mình chỉ xào cho nó săn cái tôm này lại thôi. Mình cho vào đây ít bột ớt. Rồi sau khi cái tôm nó đã săn lại như vậy thì mình bỏ luôn cái hạt cà rốt với lại cái cà rốt với lại hạt đậu Hà Lan đó, mình bỏ vô mình xào chung luôn. Rồi mình sẽ đổ cái hạt này vô cái đĩa hạt quinoa này vô, mình xào chung với nó. Cái chảo bên kia mình cái trứng nãy mình đã chiên rồi đó. Đây mình cho ra luôn. Mình nêm lại một chút xíu nữa, nếu mình lạc thì mình cho thêm chút xíu nước mắm nữa. Tại vì cái hạt quinoa nãy mình nấu mình đã cho chút xíu muối rồi. Và cái gia vị của mình ướp cái tôm hồi nãy mình cũng đã cho nước mắm rồi. Đó, mình đã nấu xong cái món này. Thay vì mình ăn cơm thì những người nào mà không thích ăn tinh bột thì cái hạt quinoa này sẽ thay cho cái tinh bột đó. Đó, giờ mình tắt bếp. Rồi mình thả cái hành lá vô. Mình sẽ đảo đều lên một lần nữa. Đó là múc ra dĩa ăn thôi. Tắt tiêu vô nữa là xong. Đó, một bữa tối nhẹ nhàng, thanh đạm. Nhưng không sợ mập. Bạn nào mà muốn không ăn tinh bột thì là hãy làm cái hạt này ăn. Đó, ăn kèm với lại rau củ luộc gì đó, như leo, tùy theo. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra dĩa nha. Đó, cho mọi người coi. Ngon không?